Đó, đã rồi, cứ nói xong. Ô thằng Su là chuyên make Giant là Giant 3 mức. 3 mức tạm xuyên luôn. Đấy, sao 3 mức. POMPEYO4 lại về cái deck cổ truyền của mình rồi. Lại về cái deck này rồi. Deck này nha. Tốt. Tạm về cái lên luôn. Quá đen cho POM. Ở đây rách. Phải nóc rồi. À, Little Chen. Little Chen là đánh cái gì đấy? Blitz Farm à? Blitz Farm rồi. Phiên bản gì đây, phiên bản có con ngư mua rách nữa rồi. Có vẻ như nếu mà hấp đối với rách là một con ngư trên. Đẳng cấp.
nhớ để cái canh đông này để dưới ở dưới này và câu một cái trụ bên kia bắn nữa đấy đúng không? Nhưng mà mình bình thường như mình hoặc là người khác làm cũng để an toàn cứ để canh đông lên cao một tí đúng không? Để cho nó dễ sang khi ta như thế thì cái trụ bên kia cũng sẽ không bắn tới được. Rất là khôn khi mà câu kéo được này như Hello.
Sanders.